Xin chào ngân hàng, tôi có thể mượn một ít tiền để xử lý công việc được không ạ? Có, nếu bạn có tài sản thế chấp. Tôi lại không có tài sản thế chấp rồi. Xin lỗi, vậy chúng tôi không thể cho bạn vay tiền được. Không thế chấp tài sản, hạn mức vay từ 15 đến 20 triệu đồng, không thủ tục rườm rà, nộp hồ sơ trực tiếp qua điện thoại di động, duyệt nhanh trong 3 phút, nền tảng chính quy, lãi suất thấp. Thật sự tuyệt vời. Wow, tuyệt quá.